xa cũng vẫn thấy biển luôn đấy. Cho nên là con Thắng chọn một căn nó không cao quá mà không thấp quá, nó ở lung lung đấy thôi. Vâng. Và bây giờ thì đến giờ đẹp rồi thì con Thắng xin dừng lời tại đây. Cảm ơn tất cả các anh chị có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn.